Thưa quý vị, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vừa xuất hiện nổi bật trong đêm dạ tiệc gây quỹ từ thiện tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện đã quy tụ hơn 100 đầu bếp quốc tế tham gia. Đại sứ dạ tiệc đêm nhân ái là Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh vừa cùng ban tổ chức trao tặng kỷ niệm chương cho hơn 100 đầu bếp quốc tế đã đồng hành cùng chương trình gây quỹ này tại thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt chương trình còn có sự góp mặt của nghệ sĩ Mai Đình Tới với màn trình diễn nhạc cụ độc đáo từ các đồ dùng trong nhà bếp. Toàn bộ số tiền thu được từ chương trình sẽ dùng để giúp đỡ cho trẻ em ở làng Hòa Bình, bệnh viện Từ Dũ.